Đồ bạn tồi. Đi về không chào một tiếng hả? Ra đây nói như đó thôi hả? Đúng rồi, chính xác nè. Mày đứng ở đó coi. Cái gì? Mày mấy cái bài bằng thằng? Tao kêu mày bằng thằng á. Mày kêu mày bằng thằng á mày. Mày kêu. Tụi nó quýnh nhau kìa, với càng không? Mày càng làm gì? Để ra tự xử lần đi cho xong. Trời ơi, bạn thân ơi, sau này á dù hai đứa mình có như thế nào á đều có quýnh nhau vậy nha. Ừ, hai đứa mình trọn đời bên nhau nha bạn. Do tôi quýnh hôm trước rồi. Thôi mà mình quýnh nhau mình là bạn thân mà. Trời ơi, nó quýnh nhau kìa. Chả là vui à, có hai nhỏ gái quýnh nhau vậy đó. Trời ơi. You. How are you today? Hello teacher. Chào thầy. Chào các em. Các em đã giới thiệu về best friend của các em chưa? Cho thầy xem. Còn của em đâu? Em không làm, tại vì em không có best friend thầy ơi. What? Mình là gì của nhau? Tình nhân là bản thân của nhau, chắc không cần... Trật tự, thầy phạt em chép 10 lần công thức. Bài của mình viết khá tốt, sử dụng câu từ rất hay. À, ai là Quý? Quý đâu? Dạ, dạ em. Em phải gắng giữ chặt tình bạn này đó nha. Tại vì trong này mình giới thiệu với thầy, em là best friend của em ấy. Kim Long. Dạ. Tại sao em lại ghi là em không có bạn thân? Tại từ trước đến giờ không ai xứng đáng làm best friend của em hết.
Ê, chở tôi về mới. Dạ em. Đằng nào cũng đi mua đồ của Hoàng Anh trên đường về, chở tôi về luôn đi. Không rảnh. Ê, cho tôi về luôn đi mà. Không làm cái trò vậy, leo xuống. Thôi cho về luôn đi. Không có rảnh, bây giờ nếu mà không buông ra đừng trách tôi nha. Tôi đến tới ba đó. Một. Hai. Cho về luôn đi. Đồ lì lợm. Thua không luôn á. Mà hai người có chuyện gì hả? Cơm không lành, canh không ngọt hả? Ê, tôi đọc cuốn sách của ông nè, viết hay ghê á. Thì ra là vậy. Ủa? Không tính vô chào chồng tiếng hả? Đi. Rồi đi nha. Đừng có ôm tôi giống ôm mình nha. Chờ mấy đứa nhỏ nó học gần xong. Cái gì con? Hả? Thầy con muốn xuống chào cả nhà để đi về. Ê kìa, à? Ê nó nói thầy chờ bà chút xíu. Vô đây ăn đi, thầy chào về mà tưởng tao đi chết không mà sao mà nghi vậy? À, thầy vô kìa. Dạ con chào cả nhà con về. Chào thầy. Dạ. Thầy. Có hộp bánh với lại ít trái cây thầy đem về ăn lấy thảo nè thầy. Đừng ngại thầy ơi. Dạ, đi. Đừng ngại. Con cảm ơn bác. Ừ. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại cả nhà. À. Ô quên nữa thầy ơi, gặp dịp ăn cơm thầy ở lại ăn cơm luôn nha. Dạ thôi. Bây giờ con phải qua bên quận 3 để dạy kèm cho mấy đứa khác nữa. À vậy dạ. Hả? Thầy xô. Ồ tiếc quá ha. Thôi hẹn thầy dịp khác nha. Dạ. Dạ con chào cả nhà con về. Thầy về. Con tiễn thầy con. Dạ để con. Dạ tiễn thầy một đoạn kia. Rồi mấy đứa nhào vô ăn cơm. Nó buồn nãy giờ luôn á. Thầy giáo giờ cũng chạy xô quá trời ha. Dạ thôi con xin phép về nhà con về trước nha. Ủa bạn, không ăn cơm gia đình hả bạn? Sao vậy con? Ở trên ăn chực rồi riết rồi thấy ngang ngượng ngùng hay sao vậy? Mà thường ngày đi về đâu có chào hỏi ai đâu, nay sao lễ phép dữ trời. Thì đó. Sao rồi con? Chắc hôm nay con không ăn ở đây nữa. Sao vậy? Làm sao? Không ăn nữa là sao? À, tại con không còn lý do nào để đến đây nữa không ạ? Gì hả? Gì căng dữ vậy? Chắc là vợ chồng ly dị chứ gì? Mày! Dạ, con xin phép ở nhà con về. Cái gì vậy? Thôi nói gì nói ở đây chơi đi con. Nè! Trời ơi thằng! Hả? Tình cờ gặp lại nha. Dù như lâu lắm mới quen nhau. Hai thằng chưa về. Làm quê với nhau đi. Trời đất ơi kỳ vậy, bạn bè thân từ nhỏ mà sao đó không làm quà đi con. Ơ cái thằng này. Trời đất ơi, không làm quà đi. Trời đất ơi bể cửa nhà tôi luôn. Lâu!
Đồ bạn tồi. Đi về không chào một tiếng hả? Ta đi nói như đó thôi hả? Đúng rồi, cuốn sách nè. Mày đứng ở đó coi. Cái gì? Mày mấy cái ba bằng thằng? Tao kêu mày bằng thằng á. Mày kêu ai bằng thằng á mày? Tao kêu mày. Tụi nó quýnh.